Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Italy đóng cửa nhà thờ, đình hoãn thi đấu giữa AC Milan và Genova. Sự im lặng vô tận trong vương cung thánh đường, không một bóng người tại Milan. Cũng không có bất cứ một người hâm mộ nào cổ vũ các cầu thủ của đội tuyển AC Milan tại San Siro sau khi dịch bệnh coronavirus bùng phát tại miền Bắc của nước Ý. Chỉ có tiếng bước chân âm thầm vang trong giáo đường hoang vắng tại Milan sau khi chính phủ của nước Ý đã tìm cách ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh coronavirus, đã ngăn cấm các cuộc tụ họp công cộng trên toàn miền Bắc của nước Ý cho đến ít nhất là ngày 8 tháng 3. Quyết định này được đưa ra khi trường hợp tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này gia tăng lên đến 29 người. Ngoài ra thì sự lây nhiễm đã nhảy vọt lên đến 1.128 người. Đại đa số bệnh nhân đều ở các khu vực giàu có Lombardy, Veneto và Emilia Romagna. Những giáo hữu ngoan đạo tại Milan cho rằng là việc chính quyền đóng cửa các nhà thờ là sai vì tình trạng ở mọi nơi không giống nhau. Trao đổi với thông tấn xã Reuters, cư dân tại Milan là cô Adele Marino đã cho biết không có khu vực đó ở đây, nên cô cho rằng là nên mở cửa giáo đường để có thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Trong khi đó thì cư dân Sandro Devakis lại ủng hộ quyết định đóng cửa của nhà thờ. Ông nói rằng đây là quyết định khôn ngoan của các cơ quan có trách nhiệm để tránh sự lây nhiễm của dịch bệnh này.